sáng rồi. Bây giờ mình phải dậy để nấu cơm cho em Cường đi học thôi. Wow. À, anh Huy đâu rồi? Ơ Cường, em là dậy rồi à? Vâng anh, trời cũng sáng rồi mà. Thế thì em ơi, em ở đây nấu cơm của anh nhá. Vâng anh. Này em, thế em đây này. Anh Huy ơi, bố mẹ mình đâu hết rồi mà. Sao mãi em chẳng gặp được bố mẹ. Ai em ơi, bố mẹ mình đi làm ăn xa, chắc phải cuối năm mới về em ạ. Rõ ràng năm trước anh bảo bố mẹ về cơ mà. Sao bây giờ bố mẹ chẳng về? Thì bây giờ anh em phải thật giỏi. Bố mẹ mới cuối năm bố mẹ mới về chứ. Để em cố gắng thử học thật giỏi để gặp được gặp bộ mặt bố mẹ nha anh nha. Anh ơi, hôm nay đi học sớm đi nhở? Được còn được ăn bao nhiêu cái bánh kẹo nhở? Tớ vẫn còn thấy lo đây này. Đó, hôm nay về ăn cơm không ăn cơm nổi đâu bạn nhở? Thôi đi học đi. Anh ơi, ai như Cường gì à? Cậu đang làm gì đây nhở? Thôi lên đi xem đi. Đi. Nghèo quá nên tôi phải nhặt ve chai để lấy tiền đóng học cậu ạ. Bà khổ thật đấy, để bố tớ nhặt đồ bàn cho nhanh nhé. Các cậu về đi, nhà các cậu giàu, các cậu có làm quen việc này đâu. Thôi các cậu về đi, tôi tớ nhặt tiếp đây. Thôi để tớ nhặt đồ gấu lo, tớ làm được mà. Cậu nhặt giúp tớ một tí. Tôi cảm ơn cậu. Nhặt thôi. Tớ chơi đồ chơi thôi, tớ chán.